Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình xin được làm một video clip để review chiếc điều hòa đeo cổ mà mình đang đeo đây, model LB08. Thì chiếc điều hòa đeo cổ này nó có hai chức năng. Thứ nhất là nó có quạt để thổi gió mát cho người sử dụng. Thứ hai là nó có những con chip, nó gọi là chip Peltier, chip sò nhiệt đấy, ở phía hai bên cổ này. Nó sẽ làm lạnh rất là nhanh, có thể làm lạnh giảm 20 độ chỉ trong vòng 1 phút thôi. Để mình có thể làm mát cái mạch máu ở cổ. Nhưng các bạn biết là mọi người biết là ở cổ mình thì có những cái mạch máu động mạch lớn, và khi mà mình làm lạnh những cái mạch máu đó thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình điều hòa nhiệt độ rất là tốt, mình sẽ cảm thấy bớt nóng được rất là nhiều. Và chiếc điều hòa đeo cổ này thì nó có gắn pin nha mọi người, thì nó sẽ có cục pin 5000 mAh để có thể chạy được trong vòng mấy tiếng ấy. Thì nói chung là để mọi người có thể thoải mái đi bộ hay là chạy bộ hay là hoạt động ngoài trời, hoặc là những cái bác tài xế mà ví dụ như là những cái trời nóng nực chẳng hạn mà mình phải xuống thì xếp hàng này nọ, thì những cái điều hòa đeo cổ như này thì sẽ giúp mình giải nhiệt mùa hè rất là tốt. Ok, và bây giờ thì ngày hôm nay mình cũng sẽ trực tiếp mình sẽ đi bộ ngoài trời để trải nghiệm thực tế xem là cái điều hòa đeo cổ này nó sẽ hoạt động như thế nào nha mọi người. Ok. Đây, mình thì đang ở ngoài trời đây. Chuẩn bị bắt đầu đi bộ, đây là khu chung cư nhà mình. Bây giờ là 12:10 giữa trưa nha các bạn. Thì ngày thứ ba Hà Nội ngày hôm nay thì cũng không quá nóng. Thời tiết thì nó vẫn còn nắng và vẫn thấy nóng, nhưng mà nó không phải là ngày nóng rực thôi. Thì mình cũng sẽ test đi bộ trong cái trời này nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bật cái điều hòa cổ này lên nhé. Thì mọi người có thể thấy ở đây này. Đấy. Đấy, và mọi người có thể thấy ở đây nó có nút on off này. Đấy, mình đầu tiên mình bật on nó lên. Đấy, cái chỗ ổ cắm này là cắm chân sạc Type C nha. Nó để sạc. Đấy, thì nó có hai cái nút ở đây này, là nút cái nút bông tuyết này là nút làm mát này. Và cái nút này là nút quạt gió đây, thì mình sẽ bật cái nút bông tuyết lên. Đấy, nó có đây, nó hơi bị bóng, nó có 3 chế độ. Đấy, pin đang báo 100%. Nó có 3 chế độ này. 1C, 2C, 3C, có nghĩa là một câu, hai câu, ba câu. Câu là làm lạnh ấy, thì mình cứ để chế độ 2 trước đi, ở giữa. Đấy. Quạt thì cũng tương tự này, mọi người thấy 1F, 2F, 3F. Đấy, thì tiếng quạt nó sẽ mạnh hơn. Thì tạm thời hôm nay mình chưa dùng quạt. Rồi, và mình sẽ đeo vào cổ và bắt đầu đi nhé mọi người. Ồ, cái chế độ 2F này bây giờ đeo vào cổ đã thấy lạnh ngay nha các bạn. Ui dồi, đã cảm thấy nó giảm nhiệt độ và cảm thấy lạnh ngay rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Hẹn các bạn một tiếng sau nhé. Đã đi bộ được hơn nửa tiếng, 40 phút rồi. Thì thấy rằng là cái điều hòa này nó khá là mát các bạn ạ. Đấy, sờ vào cổ thì thấy không, cổ của mình lạnh ngắt luôn. Thì nó điều hòa được cái, tất nhiên là khí nóng, không khí nóng nó vẫn vào mặt. Cái đấy không chữa được, nó chỉ làm mát vùng cổ thôi. Nhưng mà nó sẽ giúp cho cái thân nhiệt của mình nó điều hòa, mặt của mình nó không có cảm giác máu nó sông lên, nó bị nóng hập vào mặt ở phía trong ấy, thì cảm thấy vẫn rất là ok nha. Vẫn đang tiếp tục đi. Xin chào mọi người. Sau khi đi bộ một tiếng để trải nghiệm chiếc vòng điều hòa đeo cổ này, LB08 này, thì mình thấy rằng là hôm nay đi bộ thì thấy đỡ mệt hơn, mặc dù đi vào giữa trưa. Đấy, và mình cảm thấy rằng là cái vòng cổ của mình này nó rất là lạnh, lạnh ngắt luôn. Đấy. Và mình cảm thấy là cái không bị nóng hực hực dồn lên ở trên mặt. Thì mình nghĩ rằng là cái vòng điều hòa đeo cổ này khá là tốt. Đấy, và mình có thể điều chỉnh được đấy, các cái góc khác nhau. Ví dụ khi là khi mà mình để ở vị trí này thì ở trên chỗ này nó đã rất là mát rồi và nó quen với cái hơi lạnh rồi. Mình điều chỉnh lên trên đấy, và ở vùng bên trên sẽ được làm mát, và giờ cảm thấy rất là sung sướng. Thì đang đi trời nắng mà được cảm nhận cái sự mát lạnh này cảm thấy rất là sung sướng các bạn. Ok, thì nếu mà các bạn có câu hỏi nào về vòng điều hòa đeo cổ LB08 này thì cứ báo với mình nhé.